Vậy là ở đây đấy ông Diễn Châu nó được mấy người? Được bốn hả? Ông Diễn Châu một, ở đây bốn là năm. Ông Diễn Châu là gia đình của ai? À, Thái Văn Trung, rồi, rồi rồi rồi. Ok, nếu mà gặp là cũng là được năm. 53 là 8. À. Ông quê ông Lâm Đồng. À. Nghệ An chuyển vào Lâm Đồng là 9 rồi đấy. Nghệ mà An là 9. ông Lâm Đồng thì bây giờ đi vô trong kia rồi, trong đâu có ngoài này phải không? Rồi rồi, Thanh tôi Hóa 1. ông Lâm Đồng thì tôi có liên hệ rồi. Đúng rồi. Thanh À. Hóa ông Thanh Hóa chú Thanh đi đâu? Hóa thì để một hồi để mình sắp xếp sao. Không thì cái chú này gặp ở đâu được. À, như chú lên tiền đi trên đường đó Còn mua ông thông cho. Thanh Hóa thì chắc có lẽ có một mình ổng, chắc tôi phải gửi anh em nào ở đây rồi, anh em có thể chuyển lại. Người cháu được. Hóa, Lê Văn Sơn. Lê Văn Sơn. Lê Văn Sơn vào 13 năm đúng không? Dạ. À, bây giờ giảm, giảm rồi giảm chín. Phúc thẩm. Giờ Từ còn giảm chín chín, á? Giờ giảm chín còn 4.